Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Trong series video của mình thì ngày hôm nay mình vẫn sẽ tiếp tục làm những video thật là đẹp và tuyệt vời để gửi tặng đến các bạn. Và mình mong rằng các bạn vẫn luôn ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh. Những cái việc nhỏ nhoi của các bạn đấy nó lại là động lực để mình tiếp tục phát triển kênh YouTube của mình. Và mình rất cảm ơn các bạn. Bây giờ mà các bạn theo dõi quá trình mình tạo ra video. Mình sẽ đi vào chi tiết tông màu nha các bạn này. Biến vẻ. Ừ. Cái này nó sinh trưởng này. Em quên được trứng. Đấy mày nuôi đi. Nó tốt nhưng mà mất tội dạy em có thích được trứng.
Chị nhà em một lũ cái. Mà nuôi bao nhiêu thì thằng em nó hỏi thằng đấy. Này em thử sang cái chi. Không chứ kén. Như vậy video mình đến kết thúc các bạn.